Vâng, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng Ánh Kỳ Audio. Đây, các bác thấy chưa? Mờ mờ ảo ảo. Và đây là một đôi loa trắng như ngọc trinh. Tất nhiên đây là một dòng loa bài. Và rất nhiều các bác đã biết rồi. Đây là một đôi loa phải nói là rất là thương hiệu, tới thương hiệu của Seoto anh em nha. Bát tép Seoto, phân tân Seoto, nói chung là do Seoto sản xuất. Và kèm với đó, đây là một hàng mà do công ty Avetime kết hợp với Seoto. Được chưa các bác? Thì đây là một dòng loa có màn chống nước, coi như là chất âm nó vượt tầm tiền, kể cả như so sánh với con X12i thì X12i không ốp cửa. Đấy, được chưa anh em? Đấy là những cái chức năng loa Seoto này và giá thành nó rẻ hơn. Có 11.500.000 đồng một cặp thôi. Nhưng hôm nay thì em không làm video test cho anh em nữa, mà đây em sẽ phối ghép cho anh em một bộ dàn để cho toàn thể các bác có thể là tham khảo qua một chút. Còn những bác nào mà chưa được xem nội thất của loa Seoto này á, thì các bác có thể lên kênh Ánh Kỳ, là Ánh Kỳ đã đăng rồi. Đây, loa Seoto của Ánh Kỳ là các bác có thể thấy luôn. Thì đây là một bộ dàn phải nói là cao cấp. Và những bác nào mà thật sự luôn là bác nào mà chưa có tiền, chưa có điều kiện thì chúng ta ở đây tham khảo. Còn những bác nào mà đã có điều kiện rồi, chúng ta phải múc ngay cho em bộ dàn này về. Thì đây là những sản phẩm Ánh Kỳ cho lựa chọn cho các bác ngày hôm nay. Thứ nhất là không thể nào bỏ qua được với đôi loa Seoto, tất nhiên chúng ta sẽ là lựa chọn đó là một con đẩy DEA Acoustic mới nhất DX2.8. Con này không hay, trả lại hàng, bảo hành 2 năm chập cháy, bảo hành chập cháy luôn, 2 năm cháy đổi mới, rất là ngon, cho dù đó là chỉ là có 6.800.000 đồng. Chạy mạch gì ạ? Mạch Class TD xịn sò anh em nhá. Class TD cực kỳ xịn luôn. Đấy, mạch mới nhất bây giờ thôi. Class TD, Class Y. Đấy là những lô mạch mà nói là cực kỳ cao cấp của trên những dòng mà đã kể cả đấy luôn anh em nhé. Đấy, bao giờ nói mạch LED là rất là mắc tiền. Mặt phay nhôm đen đồng bộ luôn. Trên này là con vang gì ạ? Con vang GM Audio thương hiệu của Mỹ. Vang này á, anh em chưa biết nha. Thì con này á, thì nó ăn đứt con X12 luôn. Tại vì sao? Tại vì nó dùng con chip cao cấp bậc nhất của dòng analog rồi. Đấy, con chip cao cấp hơn cả con X12 nó chỉ là bao nhiêu ạ? 21489. 21489. Con này là 215. Anh em thấy chưa? Cao cấp anh em nha. Hai nguồn bo chip rời, nói chung là xịn sò. Hôm sau sẽ cho anh em xem. Đấy, thì bây giờ lên cái bộ dàn thế này thì con đẩy này 6.8, con vang này trên 5 triệu thôi. Và một bộ mic DE Acoustic là 3.7, đôi loa 11.5 triệu. Em tính thêm xem thì nó rơi vào đâu đó mọi tầm 27.700.000 đấy anh em, thì cộng lại cho hộ Ánh Kỳ nhá. Thì bây giờ em mời các bác cùng nghe qua cái chất âm của cái bộ dàn mà nó chưa đến 28 triệu. Mới chưa đến 28 triệu thôi. Nhưng mà những bác nào mà cũng là phải là đầu tư. Và nếu mà vợ mà có giấu két sắt, giấu tiền ở đâu thì các bác nhớ để ý mà mót dần, một tháng các bác sẽ mua được bộ như thế này. Ok, bây giờ mời các bác cùng nghe qua chất âm. Và các bác đừng quên là cho ghi xin nút like, like mạnh lên. Đấy, like mạnh tí em hát tặng các bác một bài. Nói chung em hát thì không bằng ca, không, nói chung là không bằng ca sĩ, nhưng mà cái tầm em hát thì nó phải ngang với Lệ Rơi. Đấy, anh em nào ấy thì like mạnh đi nhá.
karaoke đi anh em. Đấy, ta đang đoạn karaoke các bác nhá. Đấy. Đây là mic này. Mic kia nó sẽ là đồng bộ luôn đấy, mic DA Acoustic luôn các bác nhá, KV12 là mã. Đây là sự lựa chọn là về nó là cực kỳ hoàn hảo luôn, cái bộ dàn cao cấp như thế này. Lệ 1 2 5 Yeah. Về. Mic chưa chỉnh gì luôn anh em nhá. Có cái lon vang này em chưa chỉnh chưa một cái gì luôn. Đấy. Chưa chỉnh bất cứ một cái gì trên vang này. Và đây là con vang GMK8 chạy con chip cao cấp nhất hiện nay. Đây, gần như là có đây. Anh em mình thấy này, nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây, anh em thấy này. GMK8 này. Đấy, thì con này thì đây là một dòng vang cao cấp có hồng quang. Chạy chip mà 21575, có nghĩa là cao hơn cả X12 anh em nhá. Con chip này có còn cao cấp hơn cả con X12 luôn. Đấy, đồng bộ như này đi ăn thường túy với cái bộ mic KV12 là mã này tuyệt vời luôn. Và bây giờ ta sẽ làm đoạn karaoke xem là có cắt bọt gì không. Đây. Ok các bác, nói chung là cảnh kia thì hát không bao giờ hay cả. Nhưng mà nói chung là cứ nghe nghe được. À đâu 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 đâu. Em sợ nhạc bản quyền lắm đấy các anh em ạ. Ok các bác đợi một chút nha. Bắt nó vào trong kỳ đốt like các bác nhá. Cuối cùng rồi mình vẫn thế. Có sao đâu không chỉ em cho vai mà không được gì. Sao thế này dành thế mãi đây. Về cùng người khóc giữa đêm vui. Ơi đâu mà tiếc thương tận nơi. Những ngày còn nồng ấm nay. Giữa đôi ta đã bao cách biệt. Hãy nhìn một lần sau cuối trên mi môi muốn đi em sao em mất lệ nhạt nhòa lê 1 2 6 7 lê rồi cũng vui vang một đường tàu biết mấy sân ga xin em xem anh như một ca bắt mic, nói chung mic DA thì khỏi bạn luôn. Tiếng thanh thoát bắt rất là tốt. Đấy, kết hợp với những bộ dàn cao cấp này thì không có điều nào để chê được. D 1 2 6 D 1 2 6 7 lòng mình sao
luôn là em ngồi đây em hát từ nãy đến giờ đấy. Mấy anh em này. Đấy, và tại vì sao không hát nữa mà em phải kết thúc video ở đây, tại vì để cho anh em đây còn hát tí. Bây giờ hiện tại là giờ rất là muộn rồi, nhưng em đang đợi đây để mà đợi hát cái bộ dàn mà 27 củ, hơn 27 củ. Thì lên 1 2 5 6 ế. Rồi là tiếng mic này kể như em thì cũng chưa lên cho anh em, nghĩa là chưa kể cái vang này em cũng chưa lên sóng cho các bác, nhưng đây là bộ dàn cao cấp dành cho những bác nào mà đầu tư một bộ dàn mà nó là chưa có xuất mà giá trị đó lên gần 30 triệu đồng, 27 triệu mấy trăm ngàn rồi. Đấy. Ok các bác, thì bây giờ thì em cũng xin phép là dừng kết thúc lại đây. Thì em thông báo lại cho anh em, đây là tất cả thì em chưa qua chỉnh gì hết luôn, để chế độ mo hết anh em nhá. Đây, kể cả nhạc, music hay là mic hay là tất cả mọi thứ là để chế độ mo trên vang luôn anh em nhá, từ vang từ ấy. Đây là một dòng vang cao cấp anh em thấy chưa? Tất cả là đang là không hết và như là cần số, tất cả là chưa có thay đổi gì hết. Đấy anh em thấy chưa? Chưa một thay đổi gì luôn. Mà chất âm đã hay như này, đây các bác nhìn rõ này. Đấy, thấy chưa? Tất cả đang ở mo hết nhá. Chưa có một thay đổi gì. Đây, đây là cái trực diện nhất, tại vì đôi khi các bác đang nghe qua điện thoại thì thật sự các bác luôn có chỉnh, có chỉnh hay mấy để nghe qua điện thoại thì nó cũng chỉ là mức độ xem xem mà thôi. Nhưng với cái anh Kỳ, với bộ dàn như thế này thì khẳng định với các bác luôn là bao là vượt tầm vũ trụ luôn, mà nói Việt Nam mình phải có tiền để mua, biết mua để biết hay được anh em nha. Chứ anh em bỏ tiền ra mà không biết mua là hầu như sẽ là không được đạt cái chất lượng cao như vậy. Và đây là một đôi loa bát tép của Seato, thương hiệu của Pháp xịn luôn. Đấy, của một chuyên gia nổi tiếng trong về âm thanh, đó là một giáo sư và nó là ông Felix. Đấy, rất là nổi tiếng luôn anh em nhé. Đấy, và để HDL của Tích vang GMK8, con này chạy chip đời cao nhất của dòng X luôn. À, của dòng chip analog luôn anh nhá. 2175. Đấy. Nói chung là có chip 21575 anh em nhá, có chip cao cấp nhất rồi. X12 thì mới 2489 thôi. 24 thôi, con này là đầu năm rồi. Con này là cực kỳ cao cấp luôn, nên là chất âm nó rất là hay. Đấy, nếu bác nào thích bộ dàn này thì liên hệ với anh Kỳ qua hai số điện thoại này các bác nhá. Ok, hoặc là các bác nào mà phối ghép kể cả Bắc Nam, Trung Bắc Trung Nam, nói chung là em sẽ hất từ nói chung là trong diện tích, trong phòng phạm vi tầm 200 km đổ về em sẽ setup tại nhà, và 100 km thì phát sinh thêm là 500 ngàn, và 200 km thì sẽ trên 100 km sẽ là phát sinh thêm là 1 triệu đồng. Đấy, để mong các bác thông cảm, và setup tại nhà, máy móc công nghệ bên cạnh kia sẽ đem đến tận nhà setup cho toàn thể các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác đang xem livestream này cho kỳ nút like, một nút chia sẻ anh em nhé, anh em nhớ chia sẻ tình lên. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.